Hàng xóm vứt rác. Mời cô cậu qua xem nhà. Nhà tôi giàu giải nhé, rất dễ tìm. Trời, sao lắm rác thế này? Chắc là lâu không có người nên mọi người mang tới đây để đó mà. Cô cậu mà về đây rồi á thì ai dám mang lại nữa. Quan trọng là cái nhà, chứ chỗ rác đó kiểu gì chả có cách xử lý. Vào trong xem nhà cửa thế nào đó em. Chuyển nhà đúng là mệt thật. Hay là em với anh đi ăn chút gì, chốc Vi dọn tiếp nha. Được rồi, chúng ta đi ăn nào. Em thích ăn gì? Ăn phở đi anh, lâu lâu em chưa ăn phở. Được rồi, vậy mình đi ăn phở nhé. Gì thế này? Sao thế em? Ai lại đi đổ rác ở đây thế này? Rõ ràng lúc nãy em đã dọn dẹp chỗ này sạch sẽ lắm cơ mà. Sao ai lại mang rác đến đây để thế này? Lợi dụng lúc người ta vắng nhà chút đã như thế này rồi. Sao ai lại vô ý thức thế? Giỏi thì mang rác ra giữa đường mà vứt nhé. Đừng có mà mang rác nhà mình đổ ở nhà người ta. Đồ vô ý thức. Thôi em, bực làm gì cho mệt người ra. Chắc họ chưa biết mình đến ở đó mà. Em ở nhà dọn nốt nhà nhé. Xem còn cần phải sửa sang lại cái gì thì nhắn tin cho anh. Chiều anh đi làm về anh mua cho luôn. Hôm nay em phải rình xem nhà nào hay vứt rác vào nhà mình. Phải bắt tận tay mới được. Gặp phải vợ anh thì gặp đúng sư tử Hà Đông rồi. Này bà kia, rác của bà đây đúng không? Sao lại vứt rác ở nhà tôi? Gì chứ, cái gì mà rác của tôi không biết. Rõ ràng tôi vừa thấy bà đi qua đây. Không bà thì ai vứt rác ở đây chứ? Cô này hay nhỉ, có bắt được tận tay không mà ăn nói như vậy. Chả lẽ ai đi qua nhà cô thì cô cũng cho rằng người ta vứt rác vào nhà cô chắc. Vài ngày sau. Ôi trời ơi, không lẽ lắp cái camera ghi hình xem ai ném rác rồi mang ra công an phường họ xử lý. Chứ cứ như vậy, có mà chả mấy chốc nhà mình thành cái bãi rác mất. Trời, chả lẽ vì cái vấn đề bé tẹo đó mà phải đầu tư cả cái camera hả em? Rồi thì suốt ngày ngồi canh me, có phải vừa tốn tiền vừa mất thời gian không? Nhưng mà em bực quá rồi, chốc chốc lại cái mùi hôi thối đó bốc lên. Có lẽ chúng ta phải chuyển nhà thôi, thuê chỗ khác vậy. Em dám chắc những người thuê trước đây toàn phải chuyển đi vì chuyện này. Kìa em, nếu mình chuyển đi nữa thì khác gì những người khác. Chúng ta phải làm được điều gì đó khác hơn chứ. Để anh nghĩ xem nào. Theo em thì người ta thường hay vứt rác ở đâu? Ở nơi tiện nhất và trông có vẻ bẩn sẵn. Đúng vậy. Cái hông nhà mình anh thấy cũng có vẻ hơi bẩn. Có thể mọi người thấy nó bẩn nên mới để rác ở chỗ đó. À, chúng ta tìm ra cách rồi. Nào đi với anh. Anh sẽ giải quyết nỗi bực này cho em. Chẳng phải là em thích trồng cây xanh sao? Anh có cách này, vừa khiến hàng xóm không để rác chỗ đó nữa, vừa phục vụ sở thích của em luôn. Một thời gian sau. Ơ? Đẹp quá bà ơi. Ừ, từ ngày cô chú ấy về đây, tổ dân phố của mình trở nên sạch sẽ hẳn lên. Cháu chào bác ạ. À, chắc nay bác qua thu tiền nhà. Bác đợi cháu lâu chưa? Ừ, bác vừa tới. Đang đứng đây ngắm cảnh vàng hoa này. Đẹp quá cháu ơi. Ai đi qua cũng khen nhé. Bác mừng quá. Trước giờ người nào đến đây thuê cũng vài bữa là đi vì rác. Có khi bác phải đề xuất phường nên nhân rộng mô hình này mới được. Vậy thì còn gì bằng bác nhỉ? Thế thì bác đề xuất thêm mấy cái thùng đựng rác cho khu nữa bác nhé. Để người dân còn có chỗ để rác gọn gàng.
tránh để rác ôm cây cục điện thế kia. Được, ý kiến quá hay, phải triển khai luôn chứ. Vâng, thế mời bác vào nhà cháu chơi. Viên uống tái tạo da Hesanis, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hesanis, nhập khẩu bởi Sun Pharma. Lan và chú chim họa mi. Trời sắp đổ mưa rồi mà chẳng thấy con bé đâu. Anh Nam, em ở đây. Em ra trễ quá đó. Anh đợi 20 phút rồi. Em nhìn trời xem, sắp mưa rồi đó. Hôm nay bạn em trực nhật nên phải ở lại. Thôi, mình đi nhanh lên anh, không muộn lớp học thêm của em bây giờ. Ngoan nàng Họa Mi, em ăn đi rồi hót thật hay cho chị nghe nhé. Sao dạo này em không hót nữa? Em không hót là chị buồn lắm biết không? Gần một năm trôi qua mà ngày nào nó cũng như thế này. Lan, em uống sữa đi. Thôi nào em, em cứ thế này mãi thì có ích gì. Anh thì biết cái gì. Anh thử bị như em xem. Cả ngày chỉ ngồi ru rú một chỗ như thế này, nhìn ngoài kia vui vẻ như thế nào. Em cũng muốn được như họ. Em cũng muốn được như trước đây. Họa Mi, em làm sao thế? Em là người bạn duy nhất của chị, sao nỡ bỏ chị mà đi? Có chuyện gì thế Lan? Sao em lại khóc? Họa Mi chết rồi. Đưa anh xem nào. Sao Họa Mi lại chết hả anh Nam? Em đã chăm sóc nó, cho nó ăn hàng ngày cơ mà. Thế mà sao? Có lẽ nó chết vì đã bị nhốt trong lòng. Vì bị nhốt ư? Đúng thế, nó không có tự do, không được bay lượn trên bầu trời. Là một chú chim hay bất kỳ ai, nếu nhốt mình trong lòng cũng sẽ bị nỗi cô đơn làm cho héo mòn. Đó có thể là chiếc lồng chim này, và có khi là chiếc lồng vô hình do chính mình tạo ra. Lan à, từ ngày xảy ra tai nạn đã gần một năm, anh thấy em đã ở trong chiếc lồng của chính mình lâu quá rồi. Đã đến lúc em phải ra khỏi đó. Hãy trở lại đi học với các bạn của em đi. Đừng để quá muộn như chú chim kia. Nhưng em chỉ còn mỗi một chân. Đi học các bạn sẽ chê cười em cho mà xem. Ba mẹ và anh vẫn luôn cảm ơn trời vì em vẫn còn đây. Đừng mãi nhìn vào những thứ đã mất đi, mà hãy nhìn vào những gì vẫn có. Chẳng phải là em vẫn còn đôi mắt để nhìn, đôi tay để nghe, đôi tay còn lành lặn để làm mọi điều em muốn đó sao? Anh Nam, thật ra em rất nhớ các bạn. Em muốn được đi học lại từ lâu lắm rồi. Ngoan nào, rồi anh sẽ nói ba mẹ thu xếp để em đi học lại nhé. Vâng. Viên uống tái tạo da Hesanis, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hesanis, nhập khẩu bởi Sun Pharma.
Lời đề nghị của nhà buôn. Cụ ơi, xin hỏi làng mình có một cơ sở làm gốm đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng làng này có hai nhà làm gốm cơ. Anh muốn hỏi nhà nào? Thế hả cụ? Vậy cụ chỉ cho con đường tới hai nhà luôn ạ? Thế thì anh cứ đi thẳng rồi rẽ phải, sẽ thấy xưởng gốm thứ nhất. Đi một đoạn nữa thì là xưởng gốm thứ hai. Dạ, con cảm ơn cụ ạ. Nhanh nhanh cái tay lên, bỏ tiền thuê các người làm mà chậm như rùa, có mà lỗ hết à. Ây chà, người kia đánh xe ngựa, ắt hẳn là lái buôn rồi, mình phải ra chào hàng mới được. Ấy, vị khách buôn ơi, chớ đi đâu mà vội. Anh muốn mua gốm phải không? Xin mời vào xem xưởng gốm của chúng tôi. Xưởng gốm chúng tôi là lớn nhất, uy tín nhất vùng. Vậy hả? Được. Xin mời, xin mời. Đó, anh thấy chưa? Gốm của chúng tôi đều hết sức tinh xảo và độc đáo. Vâng, tôi thấy rồi. Nhưng bây giờ tôi có ý này, không biết ông chủ có ưng thuận không? Ôi, ngài xin chớ khách sáo, xin ngài cứ nói. Không giấu gì ông, tôi chỉ là một người làm thuê cho một ông lớn chuyên buôn gốm trên kinh thành. Tôi được giao trực tiếp đi thu mua gốm. Nói thật với ông, tiền công ông chủ trả chẳng bỏ bèn gì, nên tôi nhờ ông việc này. Ngài cứ nói đi, đừng ngại. Tôi sẽ thu mua điều đặn hàng của nhà ông, nhưng khi ghi vào sổ sách, tôi sẽ ghi giá của mỗi mặt hàng cao hơn 10 xu. Làm vậy để tôi kiếm chút ít ấy mà. Tôi nhờ ông ký vào sổ để cho ông chủ tôi tin vào giá như vậy. Ông yên tâm, nếu ông giúp tôi sẽ chia cho ông một nửa, và ông lại được mối làm ăn lâu dài. Ông thấy thế nào? Ôi trời, tưởng gì, chuyện này với tôi là nhỏ như con kiến ấy mà. Tôi đồng ý, đồng ý. Ôi, vậy thì tốt quá, cảm ơn ông. Anh nhớ quay lại lấy hàng sớm nhé. Xưởng chúng tôi bao giờ cũng sẵn sàng, lấy bao nhiêu cũng được. Vâng, hẹn gặp lại. Chào các bác, các anh. Xin hỏi ông chủ xưởng gốm đi đâu rồi ạ? Là tôi đây. Anh muốn mua gốm hay hỏi chuyện gì? Xin chào ông chủ, tôi tự giới thiệu. Tôi là nhà buôn trên kinh thành xuống đây, muốn thu mua gốm. Chào anh. Mời anh vào trong xem sản phẩm của chúng tôi. Sao cơ? Anh mua một giá, nhưng lại muốn tôi ghi một giá khác. Đúng vậy, phần chênh lệch chia đôi. Tôi và ông mỗi người một nửa. Vậy cả hai ta ai cũng được lợi còn gì? Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng. Anh mua bao nhiêu thì mua, nhưng tôi không thể ghi sai giá như vậy được. Rõ ràng là ông cũng được chia lợi, lại có mối làm ăn lâu dài, sao ông lại không đồng ý chứ? Xin lỗi, chúng tôi làm cái nghề này truyền đời đã mấy trăm năm, đó là nguyên tắc của chúng tôi. Tôi không thể làm trái với lương tâm được. Xin anh đi nơi khác cho. Thôi được, đã vậy tôi xin cáo từ. Đoàn xe ngựa kia đi đâu thế nhỉ? Dạ, nghe đâu đoàn xe ấy là đoàn xe lái buôn trên kinh thành. Họ đang vào xưởng Trương Hiển để thu mua. Cái gì? Chẳng lẽ đoàn của người lái buôn hôm qua họ đã thỏa thuận ở chỗ của mình rồi mà. Nào, sang xe tiếp theo đi. Nè anh, chuyện này là thế nào? Sao anh lại lấy hàng bên này? Chẳng phải anh đã thỏa thuận lấy bên xưởng của chúng tôi rồi mà. Xin lỗi ông, nhưng tôi quyết định chỉ làm ăn với người trung thực. Trung thực gì cơ? Ông nói gì vậy? Ông vì lợi nhuận mà sẵn sàng thỏa hiệp để làm những việc khuất tất. Thử hỏi chúng tôi làm sao tin tưởng để làm ăn lâu dài. Còn ông chủ Trương Hiển thì hoàn toàn ngược lại với ông. Ông ấy nhất quyết từ chối mọi sự mời mọc, lợi nhuận cá nhân mà tôi đưa ra. Do vậy, chúng tôi tất nhiên sẽ chọn xưởng của ông Trương Hiển. Hóa ra là hôm qua, ông... Đúng vậy, tôi chỉ đi kiểm tra, làm phép thử ai là người trung thực nhất. Viên uống tái tạo da Hexanis, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hexanis, nhập khẩu bởi Sông Bạc Ma. Sự tích hạt thóc. Mẹ ơi, có gì ăn chưa ạ?
Hôm nay mẹ thấy trong người hơi mệt nên vẫn chưa nấu được con à. Thế mà con cứ tưởng mẹ nấu xong rồi chứ. Thôi, con đi chơi tiếp nha. Đây là con gà cuối cùng trong vườn mình. Mẹ định để nó đẻ trứng hàng ngày, nhưng mấy ngày rồi con không được ăn thịt nên mẹ làm cho con ăn. Ngon quá mẹ ơi. Ừ, con ăn đi. Con ăn xong rồi, con đi ra chơi với các bạn đây, lát con về. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi, mẹ dậy nấu ăn đi, con đói lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Con à, mẹ nghĩ mẹ không qua khỏi hôm nay đâu. Con ở một mình, phải biết tự chăm sóc mình. Sau khi mẹ mất, con sẽ thấy ở chỗ mẹ nằm có một loại hạt nhỏ. Con hãy bỏ vào trong chậu đất, đổ nước vào, rồi gùi về kinh thành vào cung. Con sẽ đổi được rất nhiều vàng bạc. Không, mẹ không được chết. Mẹ phải sống, phải tỉnh dậy còn để nấu ăn cho con nữa chứ. Mẹ, mẹ ơi. Đói quá. Có cái gì dưới gối thế nhỉ? Mình sẽ làm theo ý nguyện của mẹ, sẽ lên hoàng cung một chuyến, còn hơn là ở nhà nằm chết đói. Từ sáng tới giờ không bán được cái gì, giờ lại thêm thằng bé nghèo khổ ở đâu cứ đến ám thế kia, còn làm ăn gì được nữa chứ. Này nhóc, không thấy ta đang bán hàng sao? Không mua thì đi chỗ khác, cho ta còn bán hàng chứ. Có chuyện gì nhóc? Bác ơi, bác làm ơn cho cháu ngủ nhờ nhà bác một đêm. Sáng mai... Có tiền không? Cháu không có. Vậy thì không có chỗ đâu. Con ơi. Mẹ, mẹ ơi, có phải mẹ không ạ? Con hãy xem lại những hạt mà mẹ đã để lại trước lúc ra đi đi. Hạt mẹ để lại ư? Ơi, nó đã lớn thế này rồi ạ. Mà đây là hạt gì thế nhỉ? Khi những hạt này được mọc ra, con hãy đem nó đến dâng lên nhà vua. Đây là một loại hạt khi bóc vỏ, nấu ra sẽ được một loại thức ăn rất ngon. Đức vua chắc chắn sẽ rất thích. Lúc đó con sẽ được tặng nhiều vàng bạc và sẽ không phải sống khổ sở nữa đâu. Mẹ, mẹ ở đâu rồi? Mẹ ra đây với con. Con nhớ mẹ lắm. Con không cần của cải, tiền bạc, châu báu gì cả. Con chỉ cần mẹ thôi. Giờ con mới hiểu, Chỉ có mẹ là người tốt nhất với con trên đời này mà thôi. Mẹ ơi,
Con xin lỗi. Chắc hẳn mẹ rất lo cho mình nên mới mang loại hạt này đến cho mình. Không, mình sẽ không dâng nó cho vua. Nó là của mẹ để lại cho mình. Mình sẽ mang nó về, trồng nó, dùng nó để sống qua ngày. Nhất định mình sẽ sống tốt để mẹ được yên lòng. Và loại hạt đó, cậu bé đã nhân giống cho mọi người xung quanh để ai cũng được no đủ. Sau này, người ta đã gọi đó là hạt thóc. Viên uống tái tạo da Hexanis, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hexanis, nhập khẩu bởi Sun Pharma. Lựa chọn. Dạ con chào thầy. Cậu là... Dạ con là Sửu, cha con là Trần Tám. Hóa ra là con trai Trần Tám. Ta có nhận được thư của ông ấy rồi. Có phải cha cậu muốn gửi cậu tới chỗ ta học nghề gốm, phải không? Dạ vâng, con rất muốn theo học nghề gốm. Xin thầy hãy dạy cho con ạ. Vậy cậu biết được những gì về nghề gốm rồi? Dạ, con cũng biết một chút sơ sơ ạ. Con có thể làm thử cho thầy xem ạ. Vậy cậu làm thử cho ta xem. Dạ vâng ạ. Này cậu, phải nặng trong lòng to ra, bé như thế thì đựng được cái gì? À vâng. Nhìn cái bình của cậu kìa, to phè phè ra, trông thô quá. Cậu phải làm cho nó cao lên chút mới được. Cũng phải, tôi sẽ cho cao lên vậy. Sao lại thế này được? Cậu đứng dậy đi theo ta. Nếu ta bảo cậu lên núi chặt cây, trước mặt là một gốc cây to và một gốc cây nhỏ, cậu sẽ chọn cây nào? Tất nhiên là chặt cây to rồi thưa thầy. Vậy nếu cây to là cây bạch đàn kia, còn cây nhỏ là cây thông bên cạnh, thì cậu sẽ chặt cây nào? Con sẽ chặt cây thông ạ. Gỗ thông quý hơn gỗ bạch đàn mà. Nhưng thân cây thông lại cong queo, chặt về cũng chả làm được gì, trong khi cây bạch đàn lại thẳng tắp. Vậy thì chặt thân cây bạch đàn đi ạ. Tuy thân cây bạch đàn thẳng, nhưng lâu năm phần giữa đã mục rỗng. Cậu nghĩ có nên chặt nó nữa không? Mục rỗng thì dùng làm sao được. Vậy thì chặt làm gì nữa? Con sẽ chặt cây thông. Nhưng thân cây thông cong queo thế kia, chặt sẽ khó lắm đó. Con cũng không biết nữa. Tại sao cậu không tự hỏi rốt cuộc chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của cậu. Nếu muốn lấy củi, cậu liền chặt cây bạch đàn. Muốn làm hàng mỹ nghệ, cậu phải chặt cây thông, có phải không? Thầy... Cũng giống như vậy. Khi cậu nặng gốm, trước tiên phải xác định cậu định nặng cái gì, mục đích sử dụng của nó, để từ đó cậu nặng nó có hình dáng thích hợp. Chứ không phải người này nói phải nặng to ra thì cậu nặng to ra, người kia nói cho cao lên là cậu nặng cho cao lên. Con... Một người chỉ khi có mục tiêu từ trước thì lúc làm việc mới không bị những tác động bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu rõ ràng, tư tưởng thông suốt mới có thể kiên trì. Đó là bài học đầu tiên ta dành cho cậu. Con hiểu rồi thầy ạ. À, hiểu thì tốt, mau theo ta về xưởng bắt đầu học thôi. Dạ vâng, con đội ơn thầy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.